Đi ra khỏi cái nhà này. Bộ anh định đi thiệt sao anh Tâm? Định gì nữa mà định? Đi thiệt cho ở đây làm gì? Tiếng là bà con bạn gì còn biến thì chẳng được cái chi chi. Anh muốn cái gì lại chẳng được? Thôi 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 thôi, cái muốn của tôi đã có từ lâu mà không ai thấy, hoặc họ không cho tôi thỏa mãn. Tôi muốn nói mà phải câm, muốn phản kháng mà sợ bất lòng. Cái gì vậy? Đàn ông mà đụng tới là có nước mắt vậy? Tôi biết tôi là người giàu tình cảm mà, không phải tôi tủi cho thân tôi đâu, mà đôi khi tôi còn phải khóc thầm vì cái bất hạnh sẽ đến với cô. Vì cô là em tôi mà. Biết rồi. Biết sao cô nghe tôi? Nghe rồi. Cô nghe rồi mà cô cứ đẩy cho người ta cờ bạc lẫn anh cô. Tại tôi xui thì tôi thua chứ nào ai ta mắt tôi được. Cô là nay mà họ là cỏ. Từ ngày cô quen với Nguyễn Hùng, có thứ gì mà cô còn? Chiếc xe đã bán sau khi hết tiền băng, hay đứa nhỏ như con hoang. Cái thứ con cãi mẹ cãi cha lo chi cho mà tuổi nó hư gì gần mẹ. Anh nhắn ba tuổi nó giùm, lãnh tuổi nó về tôi ăn mừng. Chắc cũng tới chuyện đó bây giờ. Để tới lúc cô lậm bùa tên Nguyễn Hùng, cô bán luôn cái biệt thự này thì tụi nó lấy đâu làm nơi nương tựa. Anh đi tôi không có cản, nhưng bước chân ra đi thì mai sau có trở về nhà này mở miệng ra làm thầy đời. Còn khuya tôi mới trở về đây. Để coi, để coi, rốt cuộc rồi cô cũng sẽ đi kiếm thằng này nhờ nó làm thầy đời thì đã muộn. Tôi đi kiếm Dượng Năm đó, tá túc với Dượng, mắm muối qua ngày vậy mà vui hơn ở trong cái địa ngục này. Biết có điều để mắm muối ngày qua ngày không? Cái thứ tập sự viết văn thì kiếm được bao nhiêu tiền, còn cái nghề võ sĩ của nó còn ai thèm mời nó cấp độ nữa. Trời ơi, hết tình hết nghĩa rồi. Trời ơi, vợ chồng giấu hết tình cũng còn chút nghĩa, mở miệng ra là nó này nó kia. Thôi thôi thôi, tôi chán nghe cô quá, tôi đi liền. Tôi đi. Ôi, đi đâu đi cho khuất mắt đi. Mày có mua bánh bao không tao mày? Tao bán hết rồi. Trời, tao dặn mà, tao dặn mua thiệt là sớm, chẳng nhờ cậy đũa cho hết trời á. Tao mở tủ lạnh nó coi còn gì tao ăn đỡ coi. Có mấy chai nước lạnh à? Đó, mày thấy không? Bà đánh bài ở thua có 100,000 thì được á. Chứ còn hai anh em tụi mình đó. Đó mày, gì làm sờm đó. Anh Thành anh đói bụng đó. Rồi thì đi ăn đi. Dạ ăn, không có tiền á. Đồ ăn dưới bếp kìa. Chỉ còn mấy con rô mục á. Ăn được không? Ăn được thì thôi. Tụi bây có làm ra đồng tiền cách bạc gì đâu mà đồ ăn cao lương mỹ vị nè. Thưa má, chúng con chỉ mong bán ngón ngàn đến gia đình. Từ ngày ba má ly thân gia đình luôn tiêu dân. Ba thường đi thâu đêm sung sáng. Hai con nào khác kẻ không mẹ cha. Tụi bây bây giờ lớn khôn hết rồi. Không lẽ mẹ bây phải săn sóc như trẻ con. Thì giờ đâu lo chuyện thi đậu không? Nói thì với má nha, đối với con á, đậu hay rớt không thành vấn đề. Việc học không phải là một ngày hay là một năm. Năm nay không đậu thì chờ 6 năm. Mà vấn đề quan trọng nhất đối với con hiện giờ là má có còn nghĩ tụi con là con của má không? Sao con lại hỏi má điều đó? Theo anh nghĩ, có một nhân vật đầy đủ quy lực đang điều khiển má. Hai con muốn nói ông Nguyễn Hùng phải không? Còn ông Hùng chỉ là bạn thân của má mà thôi. Còn con còn thương má chứ? Dĩ nhiên. Các con thương nhưng các con chưa thấu rõ lòng thương của người mẹ. Ít nhất má cũng cần biết tâm trạng của tuổi trẻ, có cần hy sinh cho gia đình hơn. Phải à má, má nên lưu tâm những lời em xung con nói đó. Chả cần bận tâm mấy lời nói của những đứa con ngỗ nghịch. Tụi bây cứ làm theo ý. Tuổi trẻ của tao nó đã phũ phàng, tao cần sống lại những năm tháng của tuổi xuân. Tao có quyền làm mẹ tụi bây. Tụi bây chưa bao hiếu được một ngày mà đi bài điều gì vào những năm tháng cô đơn. Tuổi con nào dám biết ta hơn. Giới hạn của bổn phận là con. Thôi thôi,
nào tao gọi rồi hãy xuống nghe chưa. Đi đi, tụi bay đi chỗ khác chơi đi. Kìa anh. Em. Ngủ yên chứ. Thì cảm ơn anh, mời anh ngồi. Em lấy nước anh uống nha. Mời anh dùng nước. Mời Lan. Dạ anh cứ tự nhiên. Cực quá, bận rộn với công việc mãi nó làm cho mình già đi mà không hay. Nhất là mình lại không được ai săn sóc và không được ai cận kề an ủi. Lan nghe. Sao anh? Coi vậy đó mà em đỡ hơn anh. Đỡ sao anh? Nghĩa là em có mấy đứa nhỏ. Dạ. Anh ơi, Lan à. Dạ. Ba chúng nó ly thân với Lan mấy năm rồi? Dạ 4 năm rồi anh. 4 năm rồi. 4 năm không chồng. Đối với một thiếu phụ trẻ đẹp như Lan vẫn không thấy buồn lúc cô đơn. Có gì mà thấy buồn anh? Có chứ. Đó là những buổi hoàng hôn nhìn chim trời bay về tổ ấm, làm sao khỏi nhớ về dĩ vãng xa xăm. Lan à. Dạ. Người ta thường nói hồng gian thì bạc phận. Anh thấy hoàn cảnh của Lan đi làm mà cho anh thêm nghĩ ngợi. Một ngày sắp mi đến lại có những chuyện gì thay đổi bất ngờ. Em chẳng còn một gì ngoài việc giải trí qua ngày. Sóng gió trong đời chất một túi buồn. Người ta không 3 năm cũng như thời gian 1 giờ. Riêng em thì em đã có rành cuối đời. Gần 40 rồi đâu còn tuổi 15. Lan à. Dạ. Cái biệt thự này nó khoảng chừng bao nhiêu vậy em ha? Dạ hồi 56 em mua 7 triệu đó anh. 1956 mà có 7 triệu lận á. Dạ. Dạ. Năm nay là khoảng 20 triệu rồi ha. Dạ chắc khoảng đó là nè. Anh này Lan à. Dạ. Theo anh á thì Lan nên chấm dứt tình vợ chồng đi nha. Dạ. Quay vậy chứ còn lúc bình thường nó không có gì. Cho đến lúc nào đó Lan muốn lập gia đình với một người nào khác sẽ rắc rối về cái mặt pháp lý ghê lắm. Dạ 4 năm nay anh ấy vẫn giữ đúng lời hứa, tôn trọng sự tự do của nhau. Mỗi năm anh ấy đều ghé nhà để mà thăm con 1 lần đó anh. Năm nào cũng ghé thăm con 1 lần với ta nha. Dạ. Mà năm nay chồng của Lan đến thăm con chưa? Dạ chưa. Vậy dạ, xin lỗi. Cửa ngoài mở, tôi biết ở trong phòng khách có người nên tôi vào nhà mà tôi không nhận chuông, không báo trước gì hết. Xin lỗi. Anh bắt tay mạnh quá. Hơn nữa tôi chồng biết là không có lịch sự chút nào hết trơn á. Lan à. Dạ. Người này là tôi là chồng cũ của bà Yến Lan. Em xin lỗi, còn ông? Ông là chi của bà Yến Lan? Tôi là nhân tình. Ông là nhân tình của bà vợ cũ của tôi đây. Một lần nữa hân hạnh được biết ông. Hân hạnh được biết ông. Ai á. Rảnh chưa? Mời anh ngồi. Rảnh chưa? Người đại của tôi mời anh ngồi nói chuyện. Thưa ông, tôi nghĩ chỉ có ma cũ mới bắt nạt ma mới. Còn ông bắt qua chỉ là một nhân tình. Tâm trí tôi là một người chồng dù đã ly thân, nhưng tôi vẫn giữ tình thương lưu kỷ niệm đẹp trong lòng. Anh chỉ là một tên bất tài vô dụng. Người đàn bà chỉ yêu là yêu những kẻ anh có địa vị lớn và ít nhất phải có nhiều tiền. Trong anh nghèo nàn khó thiệt, tôi thấy anh đang thương tâm. Chuyện của anh với Lan chỉ còn là kỷ niệm. Anh đến để thăm con, xin cứ để anh lo toan. Bổn phận của kẻ sanh thành, nếu anh cần tiền cứ nói, tôi sẽ giúp cho anh. Cứ trong bộ gió anh ta đủ biết là nghèo túng rồi. Phải, tôi nghèo túng, nhưng tôi chưa đến nỗi nào. Tôi chẳng bao giờ mong nhờ em gái mượn em một cách xu. Anh có thể hỏi tôi đây cũng sẽ sẵn sàng. Ông hay đi. Ông nên nhớ, tôi đang đứng tên cái biệt thự này. Ông đừng mong vợ cũ của tôi bán để đưa tiền trong tiêu xài nhé. Tôi không ưa cái loại sữa khác. Ông đã có dụng này. Yến Lan, anh về à? Yêu gặp lại như mọi con. Tôi cho ông biết rằng tôi sẽ đã có dụng này. Nhớ kỹ nhé. Yến Lan, anh về à? Anh Hùng.
Về chuyến này đó, ba có ý định là tháng tới đây ba với má con đưa nhau ra tòa xé cho xong cái tờ hôn thú cho rồi. Ba sẽ xin bán cái biệt thự này, đưa cho má con một nửa, còn một nửa ba nhờ tòa chưởng khế giữ đó cho các con. Còn ba thì sao ba? Ba thì bây khỏi lo cho tao. Ba nói chuyện tao đã mệt mỏi lắm rồi. Hai con, ba vừa bắt đầu thèm khát một mái ấm gia đình. Con biết bốn năm qua ba là con chim già còn hăng say lướt vô một phiêu bồng, còn có một lúc phải dừng chân nơi đây. Ba với má con chung sống qua mười mấy năm, chiếc đèn lòng yêu đương còn đó, chỉ cần chăm dầu đốt lửa là ánh sáng chói chang sẽ tràn ngập cả gia đình. Cái toa xe với cái đầu tàu nó có vững chắc không? Và cái toa xe nó có bằng lòng nó chỉ nằm im để cho cái đầu tàu lôi nó đi đâu, lôi kéo nó đi đâu kéo không? Chẳng dặn gì như hai con nghĩ đâu hai con. Thật bất hạnh chứ. Nếu sự ao ước kia chỉ để thèm cuồng khao khát, con thấy gia đình bạn bè đầm ấm mà hồn tôi trong lòng. Chúng con không phải là giọt máu rơi gặp vợ chồng không chân thức, mà được thừa hưởng tình thương kết hợp đầy đủ trách nhiệm của mẹ cha. Phải chi tuổi con là những đứa trẻ lên năm lên ba, thì tuổi con sẽ vui cười trước hai đối thủ. Thành Xuân, ba sẽ cố gắng nhịn nhục, ba sẽ cố gắng dàn xếp một lần chót với má con. À, mấy giờ rồi? À chết, à, bây giờ ba có cái hẹn quan trọng phải đi liền. Chiều nay bay đi chơi đâu đi nha, khoảng 5 giờ rưỡi là phải có mặt ở nhà nghe không? Ba trở về, ba rước hai con đi chơi. Chiều nay ba cha con mình sẽ có dịp tâm sự nhau nhiều hơn. Mà đưa bay đi ăn nhà hàng nè, đi ăn kem, đi cine. Rồi bay thiếu cái gì đó, đứa viết cho tao miếng giấy coi thiếu gì đó, tao đi tao mua sắm luôn cho, thấy không? Đi quá ba, quá chừng tương lai, quá chừng à. Tụi bay làm như là tụi bay nựng con bay vậy. Đóa hoa hồng tặng riêng cho em đó, khi sống trên đời còn ba má chung lo,
đắp đôi nụ cười. Chùa thiếu anh mặt trời, còn chi đâu để ước mơ. Hai đứa một lòng cùng thương ba mãi mãi. Sao tao tội nghiệp ba quá mày ơi. Nè, ráng vượt lên nha, sớm hành nghề cho nhà trẻ nuôi ông. À, cô bạn mày nói tới, sao chưa tới? Chị sắp tới bây giờ à. Tao lên lầu coi lại dụng cụ. Ở dưới này có chuyện gì kêu tao nữa. À, vô đi thấy ai. À, tha lỗi nha, đến hơi trễ. Mới nhắc chị đó. Trời ơi, chắc là mình không có thể nào theo nghề ca sĩ được đâu Xuân ơi. Sao vậy chị? Chị mới dò ý mà người yêu chị không cho. Đừng có cho ổng biết. Thế nào rồi ổng cũng sẽ biết chứ. Nè, chị quen với ổng hồi nào? Tại đâu vậy? Chị một tháng nay ở sân tennis. Gặp bữa chị đánh nhiều trái banh độc quá, làm sao ổng chạy đỡ nổi. Nghe nói trước kia ổng là vô địch quyền Anh á. Ê, ba Xuân trước kia cũng là võ sĩ cừ khôi à nha. Cừ khôi thôi chứ chưa có thắng nổi ổng của chị đâu. Ủa, bộ ổng già lắm sao mà chị kêu bằng ổng? Lớn hơn chị chừng 12, 13 tuổi gì à. Hả? Ý chứ cha không có đâu, chừng 10 tuổi à. Ừ, trời đất ơi. Ý, mà chị giống ý Xuân à. Xuân cũng thích lấy chồng lớn tuổi hơn Xuân ít nhất cũng là 10 tuổi. Ơi,
ta chỉ thương ổng chứ con gái ai mà đi lấy chồng lớn tuổi. Em nghe người ta nói lấy chồng lớn tuổi họ cưng mình lắm chị A ơi. Trời đất ơi, nói gì vậy? Kỳ chết. Người yêu của chị chắc là còn trẻ trung thì phải. Dù trên 30 nhưng mà ông còn rên lắm. Tiếng nói rất trong và rất nhỏ nhẹ. Ra sân tennis ta, trong bộ quần áo trắng ngắn nè, những cú bắt đỡ banh mặc dù còn mỡ ngỡ nhưng cũng gây cho tim chị những thích thú vô bờ. Chị thấy như là trai tơ. Chà. Con người đứng tuổi kia sao có một chất thú cầu xin sao cho tròn ước dòng với người à, chỉ đã thầm thương sẽ không có chuyện chi phú vàng nè. Gia cảnh ông thế nào chỉ có tận quen biết qua chừng nha. Người ta có vợ con rồi yêu lắm á là chết ngắt à. Chào anh hai của bạn tôi. Thấy Hằng Lê chị giỏi lắm. Ban nhạc mình hát nhạc ngoại quốc sẽ không thua ai. Chị ráng giúp tụi em nghe. Nói thêm vô cho chị nhận lời của anh hai. Dạ thưa chị. Xin chị thương chúng tôi mà cộng tác với chúng tôi. Dạ thưa được anh. Nhưng mà điều anh phải tập cho tôi á. Được rồi, thôi mình hẹn ngày nào đó mình dạp nhé. Dạ. Khi đã yêu thì mơ mong nhiều, mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui, mơ vài ngôi thơm ngát hương đời, tình kia phong kín mây trời, khi yêu yêu một người thôi. Khi đã yêu thì lo sợ nhiều, lo ngày mai. Kìa, vô đây, vô đây. Sao, từ sao còn vợ tới đây hả? À, hay là nhà đến đây? À, đi học ghé để thăm anh phải không? Ủa sao đứng làm tin không trả lời vậy? Cái điệu này chắc mới đi nhổ răng về. Không. Không sao không trả lời cô, tôi hỏi. Ủa khi tôi hả? Anh muốn tôi trả lời anh cái hỏi khác kìa. Khác là sao? Em từ đâu đến em ơi? Úi giời ơi, tình yêu năm nay vất vả thế. Đúng rồi, em từ đâu đến em ơi? Dạ, em giống từ nhà em không? Đến anh à. Yeah. Chị An nè, bữa nay em sung sức lắm nha. Cho anh phục thù không? Có mời anh đi đánh quần vợt cho anh phục thù với chứ. Ngày khác đi, bữa nay thì không. Thì sao vậy? Không mời anh đánh không cho anh phục thù hả? À, như vậy là có phần tình yêu khác rồi phải không? Bữa nay đi đánh với ai đây? Cho anh đi theo anh ngồi anh học những đường banh ác hiểm được không? Em nói với người nhà em đi đánh banh. Đồ này em mặc thử ở nhà để hoài em không lầm. Bình đó phải không? Anh kỳ quá. Ba bỏ em vào viện mồ côi, dạy thương đem về nuôi đến bây giờ. Ừ.
bắt con gái nhờ đức cha hả anh? Em lo ngại ngày sau của em lắm. Không có đâu Kim. Anh nè, nghe anh nói nè, ra đời á nên hư là tại mình nè. Em muốn nghe người ta thường nói, cây đắng mà xanh trái ngọt hả? Thưa anh, tuy em được ngoại cưng chiều hết mực, nhưng em đừng tưởng cuộc đời cứ như dòng nước chảy xuôi. Hiện giờ em đã đến tuổi đôi mươi rồi nè, rồi đây sẽ có một ngày không xa lắm, người con gái sẽ giả từ tuổi mộng mà khăn gói theo chồng. Số mệnh đuổi mãi em gặp được một người chồng giàu sang hay một kẻ bần cùng, thì mình cũng phải giang tay ra cho thật trọng, nở một nụ cười tươi mà đón nhận em ơi. Đành rằng cuộc đời là những thay đổi không vui, nhưng vẫn có lắm người sắc son chúng thùy. Hạnh phúc đối với một đời con gái là tình nghĩa thủy chung, chứ nào phải đâu là do sự son dài. Anh ơi, bữa nay em ở đây em chơi với anh tới chiều, bây giờ em thay đồ em đi chợ về em nấu cơm anh ăn ha. Hả, em nói cái gì? Em ở đây chơi với anh tới chiều rồi em đi chợ nấu cơm anh ăn. Dạ. Trời, anh ơi. Nhìn như vậy cũng êm ấm quá rồi, đối với một kẻ muốn trốn đời. Ủa, sao bà biết tôi ở đây? Việc đó có gì là khó. Anh còn đứng trên trái đất, tôi còn sống, thì cái chuyện gặp nhau có gì mà phải ngạc nhiên. Khi người ta đã quá chán chường cái bộ mặt xấu xa thô bỉ nào đó, nếu ra đường mà rủi còn gặp lại nhau, tôi nghĩ đó chẳng phải là một điềm lành, phải không bà? Bộ mặt tôi bây giờ xấu xa thô bỉ lắm, phải không ông? Vậy chứ ngày xưa ông đến với tôi bằng tình yêu hay là bằng nhan sắc của một quá phụ đang xuân? Bà nói gì? Theo tôi nhớ thì dường như là bà đến với tôi mới đúng hơn chứ. Lòng ái mộ một võ sĩ vô địch đã đưa bà đến gần tôi, nhưng rồi vì bản tánh phóng đãng đã đẩy bà rời xa tôi, rời thật xa tôi. Tôi phóng đãng thấy ông là một người chồng thô bỉ hay ghen tuông và đánh đập vợ. Thôi bà đi hỏi hết đi, đi hỏi tất cả những cặp vợ chồng sống trên thế gian này. Bà hỏi có cặp vợ chồng nào ăn đời ở kiếp với nhau mà tránh khỏi những cái lúc mà cắn đắng trục trặc, gấu o với nhau không? Thấy không? Bà biết, chỉ vì tôi quá thương bà có hiểu không? Nói tóm lại là tôi không muốn tôi có một người vợ lăng loạn, cắt nết vô trách nhiệm đối với gia đình. Người ta lấy nhau có thể vì tiền, vì nhan sắc, nhưng bà ơi, nếu có ăn đời ở kiếp với nhau hay không, đó là phải do tay chồng tay vợ cùng nương nhau kiến tạo yêu thương trên lằn mức ân tình. Hạnh phúc hay khổ đau đó là chỉ để thử sức của mình, xem mình có chịu đựng nổi những phong ba bão táp hay ngã lòng trước mùi phú quý. Khi tôi ở bên bà, sự sáng của bà, xin lỗi, không thể nào biến đổi tôi thành thằng đàn ông ngu si dốt nát được. Bà ơi, chính vì tôi thấy cái đau khổ như trước nên tôi không thể nào kéo dài thêm đành sống vợ tạm chồng thơ. Tôi đã đến với bà bằng hai bàn tay trắng mà, phải không? Thì lúc ra đi tôi cũng muốn nghĩ giữ sao cho mình còn được trắng tay. Tôi
tôi không còn muốn nhắc đến chuyện xưa cũ. Bà nói tôi mới nói chứ nhắc cái gì. Bây giờ cái biệt thự đó anh giải quyết sao? Giải quyết cái gì đây? Cái biệt thự đó tôi còn đứng tên thì tôi còn là chủ chứ giải quyết cái gì? Mà làm sao giải quyết được, giấy tờ tôi đã nạp cho luật sư đưa tòa án hết trơn rồi. Mà bà phải nhớ, bây giờ có bán biệt thự đó chăng nữa, ở trong đó cũng có nửa phần tài sản, tương lai hạnh phúc của hai đứa nhỏ, một đứa con của bà và một đứa con của tôi. Hả? Bà nên nhớ như vậy. Tôi có thể nào bán cái biệt thự đưa tiền cho bà đi cờ bạc, bà đi lướt hết trong những sòng bạc. Hả? Bà ăn chơi trác táo với những cha đội lốt, ông này ông nọ ông kia một cách giả hiệu đó. Bà hiểu, tôi nói thiệt với bà. Tại sao bà là người đàn bà lớn rồi mà bà còn ngu quá như vậy? Mày ngu chứ ai ngu? Bà nói chuyện tôi đàng hoàng nha, không có mày tao mới tới nha, không có mày tao mới tới à? Thấy không? Bây giờ tôi nói bà nghe, bà muốn cái gì đó bà chờ phiên xử chánh thức thì không còn mấy ngày nữa tòa xử rồi, bây giờ bà về đi, đi cậu bà về. Bà để tôi yên cái chỗ bà ở, tôi không bao giờ tới làm phiền bà đừng bao giờ làm phiền tôi. Được rồi, rồi đây sẽ biết tay của đàn bà này. Đàn bà mà nói chuyện với chồng mày tao mày tới. Ba, tụi con về nhà ba hay không? Ủa, Thành với Xuân, hai đứa bay đi đâu đây? Tới thăm ba là có chuyện gì đây? Dạ. Muốn nói gì cứ nói đại đi. Dạ. Cái gì? Nói đại đi, không dám nói thì em nói à. Thôi em nói đi. Gì vậy? Hai đứa bay làm gì vậy? Dạ thưa ba, hai đứa con muốn thành lập một ban nhạc trẻ. Vậy nhưng hai đứa con thiếu tiền mua nhạc cụ nên bảo đến xin ba. Nhiều? Dạ chừng 250.000 đồng à. Từ nay về sau tôi cũng không dám làm phiền ba nữa đâu. Ôi, có cái gì là phiền với không phiền hai con? Cái sự nên hư thành bại của con cái trên đường đời đó, một phần lớn cha mẹ phải chịu trách nhiệm. Dạ thưa ba, có thứ cây mà người ta đem trồng trên góc nhà, trong chậu kiện phải chăm bón vun bồi, chờ từng ngày cây kia đốm bóng kết trái. Nhưng cũng có những thứ cây quang dài vẫn mọc sống giữa bùn đen hay trên vùng đất khô cằn. Giỏi lắm, con gái của ba ngoan lắm, con biết được như vậy con sẽ nên người. Thôi được rồi, ba hứa là ba sẽ cố gắng lo cho hai con có số tiền đó. Tiền nào có ba nhờ cô Năm con đem đến tận tay hai con nghe không? Tụi con chờ tin lành của ba nghe ba. Có về nghe ba. À, hai con về đi. Anh Năm có gì đó? Mấy đứa con của Dượng tới thăm Dượng hay không? À, Điện Thành với Xuân đó, nó mới về đó. Thì tôi cũng mới đưa khách của Dượng ra xe nè. Ủa, tôi có nhà mà sao nó cho người ta về gặp tôi mà? Biết Dượng có nhận lời không? Nên tôi biểu họ viết mấy chữ này cho Dượng nè. Cái gì đây mà nhận lời vụ gì đây?
nhận lời lên đâu gió đài lấy tiền giúp quỷ diện cô tiên. Tôi đã dạy nghệ rồi, treo găng được 9-10 năm rồi. Đọc thơ cho biết ý người ta sẽ rõ, Dượng chỉ cần biểu diễn sơ sơ, có tình của Dượng khán giả mới xem đông. Chỉ 2-3 điểm Dượng có 300,000 đồng. Ông khách này có nói mấy giờ ông trở lại không đi? 6 giờ chiều. Ông đem tiền theo luôn. Bây giờ Dượng nhận lời không? Nhận không? Sao? Thôi được rồi, bây giờ tôi không biết sức của tôi bây giờ sao đâu. Anh treo bao cát lên cho tôi dọn cho thử sơ sơ coi có đủ sức lực với thượng đại của người ta. Có liền, có liền. Bao cát treo lên đó. Tôi xong rồi, đâu dựng thử chạy được coi. Tưởng bà nào chứ. Cô hỏi gì cô hỏi lẹ đi, tôi còn nhiều việc phải đi làm. Anh Năm, anh không còn nghĩ đến chút tình bà con ruột thịt mà đối xử với tôi trong lúc này sao anh Năm? Thằng anh Năm này lúc nào thì cũng vậy à? Không phải như cô đâu, lúc có tiền lên mặt thua sạch túi thì sủi lơ cắn cuốn. Tôi khổ tâm quá anh Năm ơi. Đừng bao giờ khổ tâm, mình làm mình chịu mà. Tôi hối hận rồi anh Năm. Đừng bao giờ hối hận, một khi mình đã gieo gió. Tôi muốn chết quá anh Năm. Đi chỗ khác chết. Tôi chết ở đây, tôi la cảnh sát bây giờ. Xin lỗi, mà ông đi đâu vậy? Sẵn đây giờ ông đem dùng con gà mái béo bổ con ra khỏi nhà này. Câm miệng lại, tôi lo việc tôi xong rồi sẽ tới phiên anh và thằng Dũng. Chờ đi, tôi chạy đi kêu Dũng tôi về. Sao, cô định chạy trốn tôi phải không? Không phải chạy trốn, mà tôi lên xa ông một con người đang nhiệt tình. Gương mặt sở khăn chuyên đủ phước đàn bà. Tiền bạc xe cổ chi của tôi cũng hết. Còn gì đủ quét mà ông gửi theo tôi. Giữa mình đâu còn gì buộc ràng nhau. Còn chứ, còn số nợ cô thiếu tôi. Tiền trong sòng bài cũng là tiền chớ sao. Dương Năm vô mau tôi hai người chết đã thì. Một người đòi chết, một người đòi nợ tại đây. Sao mới bữa nay anh đã rời bệnh viện về nhà. Ông đừng nên dở trò đạo đức, chính nó tổ chức võ đài cho tên Lý Đạt giết anh. Sao anh lại dễ tin vào mô kê của bọn lưu manh. Dưỡng Năm thương thằng anh con xuân, nên phải nhận trận đấu để cho tụi nó có tiền. Phải lọt vào bẫy trả thù của gã sao. Tôi không phải là người để cho anh đùa dai đâu nha. Ê cái mặt mặt gì? Mặt gì hả? Còn anh thoát chết trận đấu đó là may mắn lắm. Sao, anh có tiền trả nợ cho vợ anh không? Nếu không tôi đến nhà cổ bán hết đồ để trừ số nợ. Ông Hùng, tôi không thể chờ có được nữa. Anh, khi em hiểu rõ tâm địa của Nguyễn Hùng thì tất cả đã muộn màng. Đời đối với em hiện giờ thật là vô nghĩa. Vậy chứ trên đời này bây giờ đối với bà phải là làm sao, phải thế nào, phải là cái gì mới gọi là có nghĩa với bà được hả bà? Em chỉ cần sự rộng lượng thư thơ của anh. Còn hai đứa con của em hiện giờ. Hai đứa con của bà, chúng nó đã bỏ đi xa rồi. Cho tới bây giờ, chúng không biết đi đâu, ăn đâu, ở đâu nữa. Còn tôi, nói thiệt với bà, tôi không thể nào trở về làm chồng của bà. Dũng, nếu anh bỏ em sẽ tự tử, em chết liền ở đây cho anh thấy. Tại sao lại vô lý như vậy đó? Tại sao bà bắt suốt đời của tôi phải lệ thuộc vào cuộc đời của bà? Ngay cả sự sống, cả sự chết của cuộc đời bà nghĩ là làm sao? Dũng, buông tôi ra, buông tôi ra. Đừng, đừng ngó em anh ơi. Giờ mắt đã thông môi em đã nhạt màu son. Tâm hồn em trống lạnh
tầm dương trời. Một người đàn bà nhan sắc, tôi đã đoán biết những sóng gió sẽ xảy đến cho tôi mà. Nhưng thôi được rồi, bây giờ bà muốn gì bà hãy đợi trời yên biển lặng đi, rồi bà tiếp tục đi theo ước muốn của riêng bà. Còn thôi bà đừng có lo gì cho tôi, bà hãy để cho tôi yên, để tôi yên. Dũng, Dũng ơi, con đường mà em quyết định chọn đi đây, em dám xin anh đi đồng hành. Nếu không có anh em sẽ lẻ loi cô độc, không biết sống nhờ ơn người giàu ai. Mình hãy nắm lấy tay nhau để trở về căn nhà cũ ấm êm hạnh phúc, cùng chung lo xây dựng lại cái đứa con dài chúng đã mất hết những niềm tin vào. Còn đối với Nguyễn Hùng, em đã giữ phòng cách đối xử hắn. Khi hắn vừa đánh rơi mặt nạ, em sẽ trả nợ cho hắn chu toàn trước khi anh trở về dưới mái nhà. Dũng, em gian anh. Anh hãy cứu em và anh hãy thương hai đứa nhỏ. Dũng, em về đây. Anh, em đi đâu lâu vậy? Em đến bệnh viện, được tin anh mới về nhà, em ghé chợ mua cam cho anh nè. Bác sĩ dặn thêm em phải khuyên anh tịnh dưỡng càng lâu càng tốt á. Từ đây anh phải hứa với em là không bao giờ nhận lời đấu võ nữa nha. Anh cũng có lỗi với em, là anh đã giấu em. Anh không cho em biết là anh nhận lời giữ đấu cái đêm võ đài vừa rồi. Nhưng mà em cũng có lỗi với anh nữa. Em là trưởng ban tăng ca nhạc trẻ Yêu Màu Hồng. Em nói ban tăng ca nào? Dạ, Yêu Màu Hồng. Yêu Màu Hồng? Vậy em là trưởng ban, còn hai ca sĩ kia có phải cái thằng nam ca sĩ nó tên Thành, còn đứa con gái tên Xuân không? Sao anh biết? Anh quen với ai? Anh quen với ba má của hai đứa tụi nó hồi tụi nó còn chút xíu vậy nè. Anh nói thiệt nha, anh quen với ba má nó thôi chứ anh đừng có quen với nó nghe. Anh xa em, anh nhớ em không? Tia, cái gì mà đó em? Chuyện gì? Nói em nghe con. Cái gì mà lại phải xa nhau? Cái gì mà nhớ gì lại không nhớ hả em? Cuối tháng này, ngoại bắt em trở lại cuộc sống nội trú của một sinh viên. Nghĩa là em sẽ phải trở lên Đà Lạt. Dạ. Từ đây mỗi lần gặp nhau sẽ phải khó khăn. Sương mù Đà Lạt mỗi sáng che tầm mắt, biết đóng giọt sầu tương nhớ. Trưa mặt trời lẻ loi tựa trăng khuya, chiều mưa bay ủ giọt má hồng đào. Rồi những cơn gió lay hàng thông và di vút, thoáng đâu xa mùi thơm sực nức, làm ngây ngất lòng cô gái ôm mộng mị trao thân
giờ vô duy chẳng cuối lạnh lùng. Em như người cô khổ đứng bên sông cửa, mỏi mắt trong chờ hình bóng khách chính nhân. Cửa dối mở toan khi nghe nhạc ngựa reo vang, nhưng đó chỉ là tiếng thời gian điềm. Người cô khổ lại trở về với khối sầu rơi rụng, thương tâm hồn tan tao trong dòng dưới nỗi nhớ ai sầu. Nếu ý của ngoại và gia đình muốn vậy, thì anh thấy em nên lên trên đó tiếp tục mà chăm lo việc học hành, nghĩ đến tương lai. Chú nhớ sẽ làm cho em gắng công học tập để anh được vừa lòng. Thank you.
ông Nguyễn Hùng đây là ba của tôi là cha của Thúy An. Mà trời ơi, trời đất ơi, không lý con dai rồi mà trời bắt con tôi phải trả sao? Thôi ba bình tĩnh, ba nghe con nói kìa. Bình tĩnh gì được nữa, con đã bị nó bỏ bùa bỏ ngải rồi, con biết không? Thưa ba, đâu có bùa ngải gì khi con thật lòng yêu anh Dũng. Trời ơi, anh em, trời ơi, anh với anh, em với em nè, ba không thể nào để cho con trở nên hư đốn tới mức độ như vậy. Từ nay ba cấm con không được lui tới chỗ này, anh muốn trả thù con phải không? Giờ tôi mới hiểu ra anh có hiểu tập sâu. Tôi không nuôi ý định trả thù hiền hạ, tôi vừa mới biết lấy ông là ba Thúy An. Do con tìm sai khiến con yêu Dũng thật lòng, có chi đâu hư đốn. Trời ơi, danh dự gia đình con nở nào bôi đen, ngoại con nuôi dạy con thiện làm khổ ba thêm. Anh cho nên mừng dội tôi sẽ thưa về tội dụ dỗ gái vị thành niên ở đây chờ xem. Anh đừng có lo, chỉ có một mình ngoại mới có quyền thôi. Vậy đồ hư đốn, về thì có thân, đi về, đi về. Thúy An, Thúy An. Ủa, Thành, kìa Thành con. Ông yên đi, ông không phải là ba ruột của tôi. Hả? Ai nói với con chuyện đó? Ông chỉ biết như vậy là đủ rồi. Bà muốn biết có việc gì xảy ra đó con? Có chuyện gì? Ông là người đã chiếm đoạt người của tôi yêu. Người của con yêu? Người của con yêu là ai? Là Thúy An đó. Không, không, Thúy An quen biết với ba từ ngày hai đứa con chưa lập thành ban nhạc. Ba coi tình yêu của Thúy An như là điểm tựa cuối cùng của một tâm hồn rơi ngả, nên ba hết sức giữ gìn phong nhụy qua xuân. Dẫu rằng an thương ba lắm, nay hiểu được con đang say đắm. Người yêu của ba mình làm ba rất khổ tâm. Thưa ba, tại vì con không biết ba quen với Thúy An từ lâu, nhưng mà ba có yêu Thúy An không ba? Ba có yêu Thúy An không ba? Nếu ba chỉ nghĩ tình thương của Thúy An đối với ba là tình cảm ơn, thì con xin ba hãy quên Thúy An đi, để cho riêng con thương hình tượng bóng người con thương được tròn mong sao này. Mấy tháng sống bên nhau tình cảm lắm dạng dào, con đã dựng trong tim một thiên đàng tuyệt diệu. Giữa cuộc đời con thấy không thể con được niềm tin
một điều là ba hứa cho tụi con yêu nhau và ba giúp cho Thúy An đáp lại tình con nghe ba. Ba chỉ cần giúp tình với cô gái trẻ là nàng sẽ tìm về cửa tim con rộng mở đang chờ. Được rồi con, ba hứa là ba sẽ cố gắng bằng mọi cách ba giúp con tròn nguyện ước. Kìa, Thúy An đã tìm ba kìa ba. Anh Dũng, em khổ quá. Ba em đã thưa anh, cảnh sát sắp tới đây thưa anh lệnh biện lý. Trời ơi, nếu anh phải ra tòa lãnh án vì cái tội em yêu anh, em sẽ khó khăn biết chừng nào. Ba nói chuyện với Thúy An đi ba. Kìa, anh Thành, anh quen thân với ba tôi. Ông đây là ba tôi đó con. Cô đừng lo, ba tôi có thừa phương cách giải quyết mọi khó khăn từ đâu đến. Ba tôi cũng vừa mới hứa giúp cho tôi thỏa nguyện một điều khổ tâm đây. Cô Thúy An, cô hãy an tâm đi. Ba nói đi ba. Ba nói đi ba. Anh nói đi anh. Thúy An ơi, em chỉ như là một cành thơm giữa vườn đời thơ mộng, thì em sẽ được đặt vào tay của hạng người sang trọng. Em phải có một người chồng xứng lứa vừa đôi. Còn anh những trận bão lòng đã làm cho anh khô khan tình cảm, thì anh đâu có quyền thừa hưởng nghĩ thấm ơn trinh của một cô gái tuổi xuân thời. Em phải quên anh đi mà về lo xây dựng lại cuộc đời. Tuổi quanh đã qua thời trai trẻ, sự nghiệp giờ này mà còn mãi trắng hai. Trong hoàn cảnh anh hiện giờ, anh thấy anh là người cần hy sinh hơn ai hết. Vậy em hãy về mà lo giữ tròn đạo nghĩa, đừng để những người thân của em vì anh mà xáo trộn chuyện gia đình. Anh đừng để em khổ một mình, anh bỏ hết đi, bỏ nơi này mà đi xa với em. Sự hy sinh của ba tôi trở thành vô nghĩa. Ba tôi nói thế là muốn cho Thúy An có một người chồng son trẻ hào quang. Anh chẳng biết cái gì về tình yêu nồng thắm giữa ba anh và tôi. Thúy An cũng không biết rằng tình Thúy yêu Thúy An còn tha thiết gấp trăm gấp ngàn lần hơn thế nữa kìa. Anh yêu tôi từ buổi đầu gặp gỡ. Không, anh biết không, ba anh yêu tôi yêu ba anh trước khi tôi quen biết với em anh và anh. Nếu anh còn đứng đây anh nói anh yêu tôi thì anh là một đứa con bất hiếu. Chị An, bây giờ tôi phải hành động theo ý nghĩ của tôi. Chị An. Nó đâu rồi? Nó không có tìm tới đây sao? Ủa kìa bà. Bà đi tiệc tùng ở đâu mà uống rượu say nông nổi này mà bà không chịu về nhà nghỉ, bà đi đâu đây? Dũng ơi, em muốn giết nó, em muốn giết em, nó phải đền tội, em phải đền tội. Dũng, nếu em chết xin anh bảo bọc giùm hai đứa con em. Bà sai quá rồi, ra ngoài tôi kiếm xe tôi đưa cho bà về. Bà làm ơn trả cây súng tôi để quên trên bậc thềm ở nhà của bà hôm tôi dọn đồ. Tôi cần thanh toán bọn tổ chức võ đài hèn hạ. Trời ơi, bà đánh tôi đau quá. Hèn hả? Hèn bằng mày hả? Mày đã thuê 1 triệu đồng để mày xếp võ đài hầu giết chồng con, rồi mày quệt luôn số tiền đó. Không, tôi không mượn mày nhắc về chuyện đó. Trả súng lại cho tôi. Súng hả? Phải. Xuống mày đây, lại đây mà lấy. Đâu, đưa đây. Lấy, đưa đây. Lấy.
tiền.